Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ ba của hồi ký chiến trường Trận chiến cuối cùng của Bảo Định, Nguyễn Hữu Chế. Suốt ngày chống trả đơn độc, không có pháo yểm trợ, tiểu đoàn chỉ trông chờ vào không quân, mệt mỏi trả trời, đạn dược cạn, con số thương vong mỗi lúc lên cao, đơn vị đã mất khả năng chiến đấu nhạy bén. Tại cụm đồi này, tiểu đoàn trưởng dự định nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó vào lúc nửa khuya sẽ di chuyển về cầu sông La Ngà, sẽ mang theo với gần 100 thương vong. Bản tin buổi chiều đài BBC hôm đó loan tin quận Định Quán thất thủ, nhưng sau đó, phát ngôn viên chính phủ Trung tá Lê Trung Hiền họp báo cải chính, quận Định Quán chưa mất, hiện quân chính phủ đang tổ chức phản công địch. Tin của đài BBC và lời đính chính của phát ngôn viên chính phủ đều đúng. Khi tiểu đoàn 2 trung đoàn 43 vào vùng chiều ngày 17 tháng 3 để thống nhất chỉ huy, tướng Đảo chỉ thị đặt tất cả lực lượng quân sự tại Định Quán dưới quyền chỉ huy của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2. Do đó khi Trung tá Hiền nói Định Quán chưa mất thì cũng đúng, vì tiểu đoàn 2 vẫn còn nằm tại Định Quán. Trong lúc đó địch vẫn bám sát nhưng chưa có hành động nào. Trung đoàn 141 phối hợp cùng trung đoàn 165 được tăng cường thêm 4 xe tăng. Trong đêm, chúng đều quân bao vây, vòng vây mỗi lúc một khép kín, siết chặt dần dần. Đêm đó bầu trời đầy sao, có vầng trăng khuyết. Ánh sáng yếu ớt tỏa xuống trần gian, một thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo. Từ trên đồi cao ta có thể thấy rõ ràng địch đang điều quân ở bên dưới, trông chúng như những con ma đi ăn đêm. Tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng dã chim, dã thú rừng. Nhưng pháo từ chiến đoàn bắn không tới, ban đêm máy bay không hoạt động được, chỉ còn một phương tiện hỏa lực yểm trợ duy nhất là hai cây đại pháo 175 ly ở Xuân Lộc. Nhưng cứ mỗi 5 phút hay lâu hơn mới bắn được một trái, mà độ sai số thì quá lớn, do đó không thể bắn yểm trợ gần quân bạn được. Lúc 9 giờ đêm, tướng tư lệnh gọi nói chuyện với tiểu đoàn trưởng. Ông cho biết vì lời cải chính của phát ngôn viên chính phủ, tướng tư lệnh quân đoàn Nguyễn Văn Toàn quyết định tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 phải ở lại Định Quán, sẽ có quân cứu viện vào ngày mai để mở đầu cuộc hành quân tái chiếm thị trấn Định Quán. Nhưng ngày mai đó đã không bao giờ đến. Lối 5 giờ sáng, với chiến thuật cứu hộ tiền pháo hậu sung, quân địch có chiến xa dẫn đầu đông gấp bội lần, đã đè bẹp vị trí bố phòng tạm bợ của tiểu đoàn 2 với vũ khí đã cạn hết. Giặc xông lên tràn ngập ngọn đồi, lúc đó tiểu đoàn trưởng và vị sĩ quan tiền sát pháo binh đang cố điều chỉnh bắn pháo, đột nhiên người lính cận vệ la lớn, báo đỉnh, báo đỉnh. Vị tiểu đoàn trưởng ngước nhìn lên, một toán bộ đội cộng sản với súng AK đã gắn lưỡi lê đang tiến lại gần, khoảng cách rất ngắn. Tiểu đoàn trưởng chỉ kịp hét lên, lăn xuống núi, và những người lính còn lại chỉ kịp lăn xuống triền dốc lẫn sâu vào rừng cây, sau đó tìm cách di chuyển về cầu sông La Ngà. Buổi chiều ngày 19 tháng 3, đơn vị về đến cầu sông La Ngà, được trực thăng tiếp tế lương thực và đạn dược, trực thăng bắt đi những người thương binh. Linh mục cai quản họ đạo sở tại đến thăm. Cha tự giới thiệu là cựu trung úy quân đội quốc gia từng tham dự trận Điện Biên Phủ. Cha tâm sự, chiều hôm kia thấy tiểu đoàn con di chuyển lên Định Quán là cha thấy không xong rồi. Lôi một tuần lễ trước đây, cha bị họ đưa vào rừng cho coi một cuộc biểu dương lực lượng. Cha thấy chúng nó có nhiều quân, nhiều đại pháo và lối 10 chiếc xe tăng. Tin tức của cha phù hợp với báo cáo của trung úy Hào, đại đội trưởng đại đội 1. Bố trí quân ở hướng đông quận lỵ, buổi sáng khi cộng quân mở cuộc tấn công chi khu, trước tuyến bố phòng của đại đội xuất hiện 10 chiếc xe tăng. Những chiếc xe này chỉ nổ máy chạy qua chạy lại mà không tiến vào thị trấn, hình như chỉ để thị uy, hay chúng sợ không dám vượt qua tuyến bố phòng của quân bạn. Tin này được gửi ngay về sư đoàn. Khi tướng tư lệnh quân đoàn 3 Nguyễn Văn Toàn về thăm bộ tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh tại Xuân Lộc, Trung tá Thịnh, trưởng phòng 2 sư đoàn thuyết trình cho biết, có 10 chiếc xe tăng địch xuất hiện tại mặt trận Định Quán. Tướng Toàn không tin, ông nói, chúng đi đường mô mà đến đó. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 43 được gọi đến trình diện.
Tướng Toàn đã không có lời bình luận nào khi bị tiểu đoàn trưởng trình bày những điều mắt thấy tai nghe. Sau này khi đi tù, đọc báo Quân đội Nhân dân, tình cờ đọc bài viết về cách vượt sông của những đoàn xe cơ giới và thiết giáp, có thể là tác giả cường điệu, chúng chọn những khúc sông cạn, dùng những bó chà tre nứa và cây rừng cột lại làm cầu phao. Trần Văn Trà viết hồi ký cho biết được, Liên Xô cung cấp mấy bộ cầu ghép. Phó phòng công binh miền Bùi Hữu Trừ, tức Sáu Nhãn báo cáo, tất cả xe pháo đều được đưa qua sông trên phà ứng dụng, giữa là khoang thuyền hiện đại, hai bên là vật nổi tự tạo. Buổi tối hôm đó, tiểu đoàn đóng quân ngay dưới gầm cầu La Ngà, gần căn cứ tiểu đoàn địa phương quân. Thiếu tá Quay rất ưu ái tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 43, vì chỉ vài năm trước họ đã gặp nhau tại trường bộ binh Thủ Đức. Thiếu tá Quay là đại đội trưởng khóa sinh, vị tiểu đoàn trưởng bây giờ lúc đó là khóa sinh đại đội trưởng. Tình thầy trò, tình chiến hữu dễ thân nhau, nhưng rất tiếc họ đã không có dịp cùng nhau chống trả quân địch. Khi đơn vị địa phương quân này bị đại bại vài ngày sau đó, thiếu tá Quay đã bị bắt. Lúc trời gần sáng, tiểu đoàn 2 được lệnh di chuyển về Túc Trưng. Ngày hôm sau được quân xa đưa về Xuân Lộc, tiểu đoàn nghỉ dưỡng quân tại hậu cứ núi Thị. Trong thời gian gần 20 ngày trước khi tham gia trận chiến cuối cùng, đơn vị được bổ sung quân số, tiểu đoàn đã đạt được con số trên 600, tương đối khá đầy đủ. Tình trạng khẩn trương, giặc đang gần kề, nhưng đơn vị có một số lớn là tân binh, kể cả sĩ quan từ các khóa chốt của trường võ bị quốc gia Đà Lạt, nên cần được huấn luyện bổ túc tại chỗ. Việc sinh hoạt chính huấn để hung đúc tinh thần cũng không thể bỏ sót. Dù bận rộn, tướng tư lệnh Lê Minh Đảo cũng đã đến đơn vị tâm tình với quân sĩ hai lần. Trận đánh quyết định, mặt trận Xuân Lộc. A. Chuẩn bị chiến trường. Thị xã Xuân Lộc như một ấp chiến lược, chiều dài vài cây số, chạy dọc theo quốc lộ 1, theo hướng Bắc Nam, chiều ngang khoảng 1 cây số, theo hướng Đông Tây. Hầu hết khu vực dân cư, phố xá, các cơ sở hành chánh, trường học và căn cứ quân sự đều nằm hướng Đông. Phía Tây quốc lộ 1 là rừng cao su, trải dài đến núi Thị, xa hơn là đèo Mẹ Bồng Con. Khu vực giữa thị xã và núi Thị không thể là con đường xâm nhập của cộng quân, nên được giao cho lực lượng diện địa phòng thủ. Vòng cung hướng Đông tiếp giáp với rừng, do lực lượng cơ hữu sư đoàn đảm nhận. Hai đầu thị xã, tướng tư lệnh cho đắp những ổ chống chiến xa. Hàng rào bao quanh thị xã được tăng cường thêm những vòng rào kẽm gai concertina, một loại kẽm gai vòng ngăn chặn xe thiết giáp rất hữu hiệu. Mìn chống chiến xa được cấp phát tối đa, được gài đặt bất cứ nơi nào xe tăng giặc có thể mò đến. Trong kho đạn của sư đoàn có nhiều loại hỏa tiễn chống chiến xa của trực thăng, loại nòng cỡ 2.75. Đây là loại hỏa tiễn quân Cộng sản Bắc Việt đã sử dụng trong trận chiến An Lộc hồi mùa hè năm 72. Chúng lấy được từ những kho vũ khí của quân đội Hoa Kỳ để lại tại phi trường Quảng Lợi. Ống phóng chỉ là ống nứa chẻ làm đôi với cục pin là đủ, tầm xa độ vài trăm mét, đạn đạo không chính xác, nhưng cũng gây thiệt hại đáng kể khi trúng mục tiêu. Tướng Đảo cho mở kho cung cấp loại đạn này cho quân sĩ và huấn luyện họ cách sử dụng. Đại đội trinh sát 18 của đại quý Phạm Hữu Đa là đơn vị sở đắc thứ này nhiều nhất. Bố phòng tại cửa ngõ quốc lộ 1, từ Cô Heo đi vào thị xã và các cao ốc bên trong Xuân Lộc. Để đề phòng tình huống xấu, sư đoàn cho thiết lập nhiều căn cứ hỏa lực. Quan trọng hơn hết là căn cứ hỏa lực núi Thị. Do địa thế núi cao, tầm quan sát rộng, những khẩu pháo đặt tại đây có thể khống chế khu vực ngã ba Dầu Dây và thị xã Xuân Lộc nằm bên dưới. Ngoài trung tâm hành quân tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn cũ ở hậu cứ, ba trung tâm khác được thiết lập tại Tư dinh Tướng Tư lệnh ở ngã ba Tân Phong, số 2 gần quận đường Xuân Lộc, và núi Thị, số 3 căn cứ tiểu đoàn 2 trung đoàn 43. Mỗi vị trí đều được thiết kế đầy đủ thiết bị cho một trung tâm hành quân cấp sư đoàn. Tiểu đoàn 18 quân y và bệnh xá sư đoàn di chuyển về căn cứ Long Bình, thân nhân và gia đình binh sĩ được khuyến khích về Biên Hòa. Văn ôn võ luyện,
là điều các đơn vị trưởng luôn bận tâm. Dù chiến trận đang gần kề, quân Cộng sản Bắc Việt đã chiếm hết vùng 1 và cao nguyên Trung Phần. Bộ đội của chúng đã vào đến Nha Trang, nhưng việc huấn luyện binh sĩ vẫn không hề sao lãng. Các đơn vị vẫn thường xuyên được huấn luyện tại chỗ và sinh hoạt chính huấn. Trong giai đoạn hiện tại, quân Cộng sản Bắc Việt đã thường xuyên sử dụng xe tăng và xe bọc thép, phối hợp cùng bộ binh tấn công ta. Do đó binh sĩ phải được huấn luyện kỹ thuật chống chiến xa, cách sử dụng súng M72 và SM202 sao cho chính xác. Đây là hai loại hỏa tiễn chống tăng rất hữu hiệu. Các đơn vị lại được cấp phát thêm loại đạn M79 chống chiến xa với khẩu súng nhẹ nhàng, lối 3 kg, có tầm bắn xa hơn 300 m, là vũ khí chống chiến xa tiện lợi. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cho tăng phái đến mặt trận Xuân Lộc 2 khẩu Đại Bác tự hành 175 ly, đặt trên bánh xe xích với tầm tác xạ trên 30 cây số. B. Tương quan lực lượng. 1. Địch. Quân đoàn 4 Cộng sản Bắc Việt do Thiếu tướng Hoàng Cầm chỉ huy. Hoàng Cầm tên thật là Đỗ Văn Cẩm, sinh năm 1920, con nhà nghèo, mù chữ, chỉ biết đọc biết viết sau khi đã vào bộ đội Việt Minh, tham gia lớp học bình dân học vụ, năm 21 tuổi đi lính khấu sanh để kiếm sống, đồng trú tại Lai Châu, sau thuyên chuyển về Hà Nội rồi đào ngũ, sau đó tham gia Việt Minh. Cuộc đời binh nghiệp của Hoàng Cầm leo lên từ cấp tiểu đội trưởng đến cấp thượng tướng. Trong trận Điện Biên Phủ, Hoàng Cầm là trung đoàn trưởng trung đoàn 209, còn có tên là trung đoàn Sông Lô, thuộc đại đoàn 312, cầm chỉ huy đơn vị đánh chiếm trung tâm chỉ huy của tướng Pháp. Hoàng Cầm xâm nhập vào Nam năm 1964, được giữ chức chỉ huy sư chính là đơn vị chủ lực của quân Việt Cộng, rồi làm phó cho Trần Văn Trà. Ngày 20 tháng 7 năm 1974, quân đoàn 4 thành lập, còn gọi là binh đoàn Cửu Long, gồm sư đoàn 7 và sư đoàn 9, Hoàng Cầm được cử kiêm tư lệnh quân đoàn tân lập này. Người xưa có nói, nhân bất học bất tri lý, học vấn là chìa khóa của tri thức, nhỏ không học lớn lầm tướng, là một đại họa cho một đạo quân. Với khoảng 40.000 quân trong tay, tiến đánh một đối thủ chỉ có vỏn vẹn 5.000 quân. Ngày đầu tiên chỉ có 2 trung đoàn thiếu là 43 và 48, và thiết đoàn 5 kỵ binh thiếu. Thiếu tướng Hoàng Cầm đã không làm nên cơm cháo gì lại bị thảm bại. Hắn đã nướng ít nhất 10.000 quân dưới quyền, nhưng Hoàng Cầm vẫn được thăng cấp thăng chức. Thật ra cái gọi là quân đội nhân dân của Cộng sản Bắc Việt không thể làm khác. Nếu cách chức Lộc Long Hoàng Cầm thì hóa ra công nhận thất bại hay sao? Chúng phải nuôi ảo tưởng chiến thắng để đánh lừa nhân dân và quân đội. Chính vì thế, mặc dù thất bại nặng nề, hàng năm chúng vẫn trơ trẽn làm lễ chiến thắng Xuân Lộc. Một quân đội văn minh và tiên tiến như quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì ngược lại, có công thì thưởng, có tội thì phải phạt. Đó là trường hợp của chuẩn tướng Vũ Văn Giai, cựu tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh bị Lộc Loan thành binh nhì, bị cách chức khi để mất tỉnh Quảng Trị hồi mùa hè đỏ lửa năm 1972. Mặc dù lúc đó sư đoàn 3 bộ binh do ông chỉ huy không thể đối đầu với đại quân của Cộng sản Bắc Việt với quân số và vũ khí vượt trội, ngang nhiên vượt sông Bến Hải đánh chiếm Quảng Trị, nhưng vì là tướng chỉ huy, ông phải chịu trách nhiệm về sự để mất thành. Ngày xưa Võ Tánh và Hoàng Diệu đã chết theo thành. Khi tham gia trận đánh Xuân Lộc, quân đoàn 4 có các đơn vị cơ hữu và thống thuộc như sau. Sư đoàn 6 do Đặng Ngọc Sĩ, phó tư lệnh quân khu chỉ huy, có các trung đoàn 33, 274, 812. Sư đoàn 7 do Lê Nam Phong, tên này tính nóng như lửa, ăn nói cọc cằn và thô lỗ, chỉ huy, có các trung đoàn 141, 165, 209. Sư đoàn 341 khi sáp nhập vào quân đoàn 4, được cải danh là sư đoàn 1 do Trần Văn Trấn. Tên này bị quân ta bắt làm tù binh, được trao trả hồi hiệp định ngừng bắn Paris. Hắn chỉ huy có các trung đoàn 266, 270, 273, lữ đoàn 52 bộ binh, một tiểu đoàn 130 ly, một trung đoàn và tăng cường thêm một tiểu đoàn pháo phòng không. Trung đoàn 26 xe tăng có các tiểu đoàn 21-22,
và một tiểu đoàn vừa từ miền Bắc vào. Vào những ngày cuối, quân đoàn 4 còn được tăng viện thêm một đại đội xe tăng. Trung đoàn 95B vào vùng trước ngày 15 tháng 4 năm 75, sư đoàn 325 có các trung đoàn 1895, 101 vào vùng ngày 15 tháng 4 năm 75, liên đoàn 75 pháo binh, quân đoàn 2 có Nguyễn Hữu An, có thêm sư đoàn 3 của quân khu 5 do Lê Trọng Tấn thống lĩnh xuất hiện ở Trường Lá ngày 21 tháng 4 năm 75. Bạn, sư đoàn 18 bộ binh do chuẩn tướng Lê Minh Đảo làm tư lệnh. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo sinh năm 1933 tại Gia Định, tốt nghiệp khóa 10 trường võ bị quốc gia Việt Nam. Cuộc đời binh nghiệp của ông bắt đầu từ sĩ quan cán bộ trường võ bị quốc gia Việt Nam, sĩ quan tùy viên tướng Lê Văn Kim, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 31 sư đoàn 21 bộ binh, trung đoàn phó trung đoàn 31 sư đoàn 21 bộ binh, giám đốc trung tâm hành quân quân đoàn 4 quân khu 4, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng các tiểu khu Long An, Chương Thiện và Định Tường. Từ tháng 3 năm 72 đến tháng 4 năm 75, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, vinh thăng chuẩn tướng ngày 1 tháng 11 năm 72, thiếu tướng ngày 25 tháng 4 năm 1975. Tướng Đảo là một trường hợp hiếm có trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông thăng quan tiến chức không dựa vào chính trị, cấp bậc chuẩn tướng do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gắn lên ve áo trận do những chiến công hiển hách của sư đoàn tại mặt trận An Lộc trong năm 1972, khi đại đơn vị của ông nhảy vào An Lộc thay thế sư đoàn 5 bộ binh để giữ Bình Long Anh Dũng. Cấp bậc thiếu tướng lại do Tổng thống Trần Văn Hương ký vinh thăng do những chiến công thần kỳ của sư đoàn tại mặt trận Xuân Lộc tháng 4 năm 1975. Đầu năm 1972, đang là tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Định Tường, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, thay thế thiếu tướng Lâm Quang Thơ. Báo chí Sài Gòn dạo đó đã ồn ào về việc bổ nhiệm này. Họ cho rằng đại tá Đảo chưa từng chỉ huy đơn vị tác chiến, tại sao lại được chỉ huy đơn vị cấp sư đoàn. Nhưng Trung tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 3 kiêm vùng 3 chiến thuật, đã mở cuộc họp báo và tuyên bố, đại ý xin giới truyền thông báo chí hãy chờ trong 6 tháng sẽ có câu trả lời. Đại tá Đảo đã không chờ đến 6 tháng, chỉ một thời gian ngắn sau khi nắm chức tư lệnh sư đoàn, ông đã chứng tỏ là một cấp chỉ huy giỏi. Theo sự đánh giá của Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh, sư đoàn 18 bộ binh là một trong vài sư đoàn kém hiệu năng. Nhưng đơn vị này đã nhận được luồng gió mới kể từ khi đại tá Lê Minh Đảo về giữ chức tư lệnh. Ông đã dẫn dắt sư đoàn từ yếu kém trở thành sư đoàn thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn cuối. Mãi đến năm 1972, quân kỳ sư đoàn chỉ được tưởng thưởng một anh dũng bội tinh với nhành Dương Liễu. Nhưng đến năm 1975, quân kỳ sư đoàn đã được tưởng thưởng thêm ba anh dũng bội tinh với nhành Dương Liễu và được vinh dự mang dây biểu chương màu quân công bội tinh, màu xanh. Ông là một trong số các vị tướng lên cấp không dựa vào chính trị. Ông cũng là một trong bốn vị tướng được Cộng sản Bắc Việt thả ra cuối cùng sau 17 năm tù cải tạo. Một người bạn Mỹ của ông, Richard Charles Gress, Giám đốc Á Châu sự vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia thời Tổng thống Reagan, đặc trách về tù binh, thường có dịp làm việc với Nguyễn Cơ Thạch, Ngoại trưởng của Hà Nội, đã yêu cầu Thạch phóng thích người bạn. Thạch hỏi ai? Childress nói Lê Minh Đảo. Thạch nhăn nhó và lầu bầu. Hay, đó là một gã cứng đầu. Thiếu tướng Lê Minh Đảo đến định cư Hoa Kỳ tháng 4 năm 1993, sau 17 năm tù dưới chế độ Cộng sản bạo tàn. Ông là một trong bốn vị tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa được nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội thả ra cuối cùng. Ba vị kia là Thiếu tướng Đỗ Kế Giai, Chuẩn tướng Lê Văn Thân và Thiếu tướng Trần Bá Di. Cho đến nay, trên nhiều diễn đàn, trên nhiều quyển sách viết về trận chiến Xuân Lộc, phe ta và phe Cộng sản, trong đó không ít là những ngòi bút nổi tiếng đã viết sai về lực lượng bạn tham chiến tại Xuân Lộc. Trong suốt 12 ngày đêm của trận chiến, không hề có bóng dáng của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù của Đại tá Huấn, không hề có người lính mũ xanh nào của chuẩn tướng Lân,
trung đoàn 8 sư đoàn 5 của Trung tá Hồng ở ngoài tuyến phòng thủ của Xuân Lộc, tận Hưng Lộc, Hưng Nghĩa, cách xa ngã ba Dầu Dây lối 3 cây số, mà Dầu Dây thì cách Xuân Lộc hơn 10 cây số. Lữ đoàn 3 xung kích của chuẩn tướng Khôi có cho xe pháo và đơn vị biệt động quân Tùng Thiết đi giải cứu chiến đoàn 52 của Đại tá Dũng, nhưng bị chặn đứng tại một ngọn đồi ở phía bắc Hưng Nghĩa tại Xuân Lộc. Đơn vị biệt động quân tham chiến là tiểu đoàn 82 của Thiếu tá Vương Mộng Long thuộc liên đoàn 24, vừa di tản từ cao nguyên về và chỉ còn lối 200 tay súng. Chính xác tại thị xã Xuân Lộc, lực lượng tham chiến gồm có trung đoàn 43 do Đại tá Lê Xuân Hiếu chỉ huy, trung đoàn 48 do Trung tá Trần Minh Công chỉ huy, đại đội 18 trinh sát do Đại úy Phạm Hữu Đa chỉ huy, biệt đội kỹ thuật phòng 7 Bộ Tổng Tham mưu do Đại úy Phát chỉ huy, thiết đoàn 5 kỵ binh do Trung tá Trần Văn Nô chỉ huy, pháo binh sư đoàn tiểu đoàn 180, 155 ly và các tiểu đoàn pháo 105, 181, 182, 183. Hai khẩu đại bác tự hành 175 ly pháo binh, quân đoàn 3 tăng phái, tiểu đoàn 82 biệt động quân do Thiếu tá Vương Mộng Long chỉ huy, lữ đoàn 1 nhảy dù do Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh chỉ huy, được trực thăng vận vào Xuân Lộc kể từ 12 tháng 4. Các đơn vị địa phương quân và nghĩa quân tại Xuân Lộc của Đại tá Phạm Văn Phúc, chiến đoàn 52 do Đại tá Ngô Kỳ Dũng chỉ huy, gồm trung đoàn 52 trừ tiểu đoàn 2 trung đoàn 52 của Đại úy Huỳnh Văn Úc, xuất phái cho Xuân Lộc từ đêm 11 tháng 4 và đặt dưới quyền chỉ huy của Đại tá Lê Xuân Hiếu, trung đoàn trưởng trung đoàn 43 bộ binh, chi đoàn 2 trên 5 thiết kỵ của Đại úy Vũ Đình Lưu và một chi đội chiến xa, tiểu đoàn 182 pháo binh sư đoàn của Thiếu tá Nguyễn Thanh Trước, trung đội hỏa tiễn TOW và một toán công binh sư đoàn. Nhiệm vụ của chiến đoàn 52 là hoạt động bảo vệ an ninh quốc lộ 20 từ ngã ba Dầu Dây đến Kiệm Tân, nằm ngoài tuyến phòng thủ Xuân Lộc. Đại đội trinh sát 43 của Trung úy Dương Trọng Khoát hoạt động vùng núi Ma vào hệ thống truyền tin của chiến đoàn 52 nhưng hoàn toàn độc lập với chiến đoàn. Do đó khi chiến đoàn 52 bị quân Cộng sản Bắc Việt tràn ngập, phải bỏ phòng tuyến chạy về Trảng Bom, đơn vị này vẫn giữ vững vị trí cho đến hôm 20 tháng 4 khi có lệnh triệt thoái. Đại đội 43 trinh sát đã cùng di chuyển một lúc với tiểu đoàn 2 trung đoàn 43, nhưng theo hướng Tây về Trảng Bom. Tiểu đoàn 2 trung đoàn 43 của Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế hoạt động vùng núi Thị, cách xa thị xã Xuân Lộc hơn 3 cây số về hướng Tây. Nhiệm vụ của tiểu đoàn là bảo vệ căn cứ hỏa lực gồm 2 pháo đội 105 ly và 1 pháo đội 155 ly, đồng thời chặn đứng quân Cộng sản Bắc Việt xâm nhập từ hướng Suối Tre ở phía Bắc và hướng đèo Mẹ Bồng Con ở phía Tây. Khi Xuân Lộc được lệnh triệt thoái, tiểu đoàn 2 có nhiệm vụ đánh nghi binh chặn hậu, do đó đơn vị này vẫn nằm tại chỗ hoạt động bình thường cho đến khi có lệnh rút, lúc đó là 3 giờ sáng ngày 21 tháng 4. Khi quân Cộng sản Bắc Việt nổ súng tấn công thị xã Xuân Lộc, tiểu đoàn 2 trung đoàn 48 của Thiếu tá Đỗ Duy Luật đang đồng trú tại tỉnh Bình Thuận của Đại tá Trần Bá Thành bảo vệ an ninh cho thị xã Hàm Tân và chỉ được kéo về vào buổi chiều ngày hôm sau. Tập thứ 3 đến đây chấm dứt. Xin mời các bạn nghe tiếp tập thứ 4.